Chào các bác nha, chào mừng các bác đến với kênh Đất Nông của em nha. Hôm nay giới thiệu bác quả đất là hơn 3 hecta, có 15 mét mặt đường, có 15 mét mặt đường trấn Đức An nha các bác này, mặt đường vành đai huyện của thị trấn Đức An nhé. Mặt đất này thuộc thị trấn này, mặt đất này từ cái giáp cái cột điện này qua tới cột bên này qua. Đường chắn này sẵn làm xong các bác nhé, đang ủi và nu rồi. Từ đây ra quốc lộ 14 là rơi vào cây số, chuyên cây số đâu, đổ chung một bài đây. View rất đẹp luôn các bác này, đó, thị trấn Đức An đó. Mà nếu chúng ta từ mặt từ cái cột này này chạy qua tới hàng rào bên đây, chạy được 15 gần 20 mét mặt đường á, dưới là nở hậu 3 hectare đấy các bác nhá. Đó là quốc lộ 14, đó là ngã ba Biển Xanh ở thị trấn Đức An. Còn trên kia là thị trấn Đức An các bác ạ. Rồi các bác để ý thì em sẽ quay cam cho các bác biết được cái vùng đất này nha. Mảnh đất này là mặt đường của nó, mặt đường đây dao động từ 25 đến 30 triệu mét. Có chỗ gần 30 triệu nha. Nhưng em tính 25 triệu thôi. 20 mét này thì nó rơi vào 5-600 triệu rồi. Cộng với 3 hectare đấy. Trên đất thì bác chủ nhà đã trồng được 300 cây tiêu đang thu, 300 cây bơ bút và gần 1.000 cây cà. Đây, trên Đức An trước mặt ta rất đẹp luôn các bác. Bây giờ các bác để ý rồi thì em sẽ quay vườn cho các bác coi nhá. Và các bác cũng để ý luôn để em quay phay cam các thứ luôn. Đây là đường vành đai của huyện thị trấn này. View rất đẹp luôn các bác. Tất thích hợp cho bác nghỉ dưỡng trồng cây luôn. Mà đặc biệt mảnh đất này là kín gió, cực kín gió các bác nhé. Các bác mà quan tâm vấn này alo trực tiếp qua số điện thoại của em 0866143839 để em dẫn các bác coi mảnh đất này các bác nhé. Đây này, từ đây có thể này, view thị trấn Đức An đó. Thị trấn Đức An là quá đẹp, view thoáng lắm các bác. Và cái giá của nó đưa ra là 2 tỷ 1 tất các bác nhé. Các bác mà thiện chí thì alo cho em sẽ dẫn các bác đi coi nhé. Bơ sầu riêng của thị trấn Đức An nhá. Mảnh đất này nó thuộc đất thị trấn Đức An luôn các bác nhá. Trên đất thì có gần 1.000 cây cà phê, 300 cây tiêu và 300 cây bơ bút đang có thu. Đấy, và một cây và một số cây ăn trái như được chục cây gì? Chục cây bơ à, chục cây sầu riêng. Đất này nằm ở thị trấn Đức An đó các bác nhá. Cắt ra quốc lộ 14 là chưa đến một cây số đâu nhá. Tầm một cây số đổ lại thôi. View rất đẹp luôn. Đây cà phê. Ao hồ thì đầy đủ. Ao hồ thì mênh mông luôn. Đất thì có cái đất nài nữa các bác nhá. Đây. Mặt tường đường chắn là 15 mét. Mặt tường đường chắn đây đang dao động từ 25 đến 30 triệu mét các bác nhá. Mình có 15 mét chạy xuống đấy luôn các bác này. Nở hậu nhá. Đấy, mảnh đất này nó thuộc thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông các bác nhá. Cho bác coi, đấy, trước mặt chúng ta kia là quốc lộ 14 đấy. View rất đẹp luôn. Đất thì có độ này. Bây giờ em sẽ quay cà phê. Đất thì kín bưng gió. Đây kia thị trấn Đức An này, quốc lộ 14 này. Tiêu này. Đây, ao hồ. Ao hồ thì thân thang, mùa này đang mùa khô mà ao hồ nước như thế này sao mà hết được. Chỉ có không có tiền tưới thôi, có cái bao pha được các bác nhá. Đây bơ này, bơ bút này, bơ bút là 300 cây, tiêu này, giá tiêu đang lên. Đây, bơ này. Ngoài ra thì còn khoảng diện tích là hơn 1 hectare là đất trắng các bác nhá, 1 hectare là đất chưa trồng cái gì nhá. Là nó gần trên đường này, có thể là các bác phân nô phân nền được hết trên đây này.
Mặt đường trên đây là được 10 năm, hơn 10 năm mét quá nha. Đường lên.